danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tham, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thân sáng hồn tràn lan ơn thiêng. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy trời vừa tảng sáng, Chúa Giêsu trở lại đền thờ, toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa Thầy, thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa các bác, các bác biết, các linh mục như cha bề trên chính xứ cũng như cháu, được Chúa kêu gọi làm dụng cụ của Chúa, bất chấp những cái yếu đuối giới hạn của chúng cháu. Qua các linh mục, Chúa ban ơn cứu độ xuống cho các bác. Và các linh mục, như Thánh Phaolô nói, là Chúa ban cho những ân huệ rất là quý giá, nhưng mà trong những cái bình sành lọ đất. Cho nên chúng cháu chỉ có bổn phận là làm dụng cụ của ơn cứu độ. Chúng cháu có bổn phận giúp các bác đón nhận ơn Chúa. Chúng cháu không có bổn phận phải nói cho vừa lòng ai cả. Không có bổn phận phải nói cho vừa lòng ai. Chỉ có bổn phận làm chứng cho Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Chỉ có bổn phận rao giảng tin mừng của Ngài. Chỉ có bổn phận cử hành các bí tích để cho mọi người đón nhận được Chúa. Cho nên chúng cháu có giới hạn yếu đuối bất toàn thế nào đi chăng nữa, vẫn không có ngăn cản được ơn Chúa đến với các bác. Và chúng cháu có nói hay nói dở, làm tốt nhiều tốt ít thế nào, mặc lòng. Nếu các bác có lòng tin vào Chúa, nếu các bác thành tâm muốn đón nhận ơn Chúa, Chúa vẫn ban cho các bác ơn sủng tràn đầy và các bác vẫn được cứu độ. Đấy là điều thứ nhất cháu muốn thưa. Điều thứ hai là cha bề trên nói với cháu bây giờ mình chọn cái chủ đề nào để chia sẻ trong kỳ tĩnh tâm này. Ngài mới về đây, cháu cũng lần đầu đến đây, nhưng mà tất cả đều nghe tiếng từ lâu là thành phố Las Vegas là thành phố tội lỗi. Và mình đây mỗi người cũng là tội lỗi cả.
Họ tội lỗi, mình tội lỗi. Chúng ta đây tất cả đều là tội lỗi cả. Cho nên chủ đề của mấy ngày tĩnh tâm, cháu mới thưa với cha bề trên là mình nên chia sẻ đề tài theo con nghĩ là hoán cải để và đổi mới đời sống để mình được hạnh phúc và thành công. Không phải chỉ hôm nay mà đời đời kiếp kiếp, không phải chỉ đời này mà cả đời sau. Hoán cải và đổi mới đời sống để mình được hạnh phúc và thành công bền vững đời này và đời sau. Đấy. Cho nên hôm nay cái chủ đề là như vậy. Nhưng mà cái đề tài mà cháu chia sẻ với các bác trong ngày thứ nhất này đó là tội lỗi và tình thương. Tội lỗi và tình thương. Không phải tội lỗi và hình phạt nhé các bác. Bình thường mình cứ nói rằng là có tội thì phải phạt đúng không? Đấy. Nhưng mà Chúa thì không vậy. Chúa là tội lỗi và tình thương. Càng tội lỗi, Chúa càng thương. Ở đâu tội lỗi đầy tràn thì ở đấy ân sủng của Chúa lại càng chứa chan gấp bội. Thánh Phaolô nói như vậy. Ở đâu tội lỗi đầy tràn thì ở đấy ân sủng của Thiên Chúa lại càng chứa chan gấp bội. Cho nên đối với Chúa và đối với những người tin Chúa thì tội lỗi lại là tình thương. Cho nên mình thấy là Thánh Phaolô nói sao? Chúa Kitô đến để cứu mọi người tội lỗi mà người thứ nhất là tôi. Đấy. Cho nên hôm nay cháu chia sẻ với các bác cái đề tài là tội lỗi và tình thương. Mình xem mình tội lỗi thế nào? Mình xem Chúa thương mình đã làm sao? Mà Chúa thương thì Chúa bảo vệ mình thế nào? Chúa cứu mình thế nào? Cho nên cháu nói nhé, tất cả chúng ta đều có tội. Các bác nghe bài tin mừng, các bác thấy người chị phụ nữ phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang đúng không các bác? Có đúng không các bác? Chị phụ nữ đó có tội. Tội gì? Tội ngoại tình quả tang. Những người bắt được chị là các bậc kinh sư, là các bậc biệt phái, tức là cái hạng đạo đức và học thức nhất trong dân Do Thái. Mấy người đó có tội không các bác? Mấy người đó tội gì các bác? Tội gì? Tội rình mò. Trước nhất là tội rình mò. Bây giờ trời vừa tảng sáng mà các bố bắt được một phụ nữ ngoại tình quả tang, vậy là các bác đi rình mò suốt đêm. Các bác thấy đúng không? Mà đấy không phải là cái hạng xoàng đi rình mò, đây lại là hạng trí thức nhất trong dân là kinh sư, hạng đạo đức nhất trong dân là biệt phái. Thế mà lại có cái lối ứng xử bẩn thỉu thế nào mà suốt đêm đi rình mò người ta để bắt người ta ngoại tình quả tang. Người phụ nữ kia có tội đúng, người ta có tội đúng, mà mình là hạng đáng kính mà mình đi phạm cái tội rình mò như vậy là quá bẩn thỉu. Mà đã hết chưa các bác? Không phải chỉ có tội rình mò, mà các ông này còn phạm tội khiếp hơn, là các ông này muốn thử thách Chúa Giê-xu. Mà thử thách để làm gì các bác? Đây là để buộc tội Chúa, để giết Chúa. Các ông này á là muốn giết Chúa Giê-xu, muốn giết chị phụ nữ. Các ông này phạm tội muốn giết người và giết trời. Theo luật Mô-sê phải ném đá chị này chết. Đằng nào chị này cũng chết rồi. Nhưng mà phải bắt được chị này làm con mồi để qua đó giết Chúa Giê-xu nữa. Bây giờ mang chị này đến thử là kiểu gì là Chúa cũng chết. Nếu Chúa bảo đúng rồi, đàn bà hư hỏng cái này ném đá cho chết, tiệt giống, thì Chúa mất danh dự. Chúa mất danh dự vì Chúa hằng giảng dạy giáo lý yêu thương. Mà bây giờ Chúa lại bảo đi giết người thì Chúa bị mất mặt. Các bác thấy đúng không? Còn nếu bây giờ Chúa bảo ai chả có tội phải yêu thương người ta chứ, đừng có ném người ta. Nếu Chúa vậy họ sẽ hô lên rằng ông này xúi dục dân chúng chống lại luật Mô-sê, lúc đó Chúa mất mạng. Các bác thấy đúng không?
Họ muốn Chúa không mất mặt thì cũng mất mạng. Họ muốn triệt buộc Chúa phen này. Đấy. Cái độc ác của giới kinh sư và biệt phái mình thấy kinh như vậy. Họ muốn giết người và giết trời. Họ muốn giết người phụ nữ và muốn giết Chúa Giê-xu. Họ muốn một con chim sẻ. Họ muốn một mũi tên bắn chết hai con chim sẻ. À không. Họ muốn một mũi tên bắn chết một con chim sẻ và một con đại bàng. Đúng không các bác? Họ thâm độc như vậy. Cho nên họ có tội nhá. Mình không thể nói họ không có tội được. Thế cho hỏi các bác ở đây có tội không? Cha xứ có tội không? Thế các bác tội gì? Thế cha xứ tội gì? Cha khách tội gì? Cái tội của cha khách, cái tội của các cha là nói nhiều, nói dai, nói dài, nói dở, nói không bãi đáp. tội, cái này là tội của chúng con này. Đấy. Thế các bác tội gì? Các bác gái có tội là nói nhiều. Các bác gái phạm tội nói nhiều. Các bác trai phạm tội nói ít, đúng không? Các bác gái có phạm tội không nói không? Các bác trai có phạm tội nói những lời cứng cỏi khó nghe không? Nói chung mình nhiều tội lắm các bác. Nói chung mình nhiều tội. Mình có tội ích kỷ. Có. Con người mình thường là ai cũng có cái tính ích kỷ cả. Và mình phải chiến đấu dữ lắm, nhờ ơn Chúa mình mới đi ra khỏi cái ích kỷ của mình được. Rồi á, con người mình á, ai cũng lười biếng cả. Mình cũng phải nhờ ơn Chúa lắm mình mới biết hy sinh phục vụ. Con người mình giống như kinh sư và pha-ri-siêu, hạng đạo đức đấy, nhưng mà độc ác lắm. Độc ác lắm. Thường mưu tính chuyện giết người giết trời đó. Ngay như mình bây giờ có biết bao nhiêu người là chủ trương phá thai và cổ vũ phá thai. Ngay Việt Nam đã vậy, Hoa Kỳ cũng vậy luôn. Mà họ còn nhân danh đủ thứ cái quyền nọ quyền kia, toàn những quyền vớ vẩn để giết người không à. Tiểu bang này là bây giờ dân chủ hay cộng hòa các bác? Thường cháu theo dõi tình hình chính trị Hoa Kỳ, cháu thấy những người theo đảng Dân Chủ thì hay cổ vũ phá thai và hay vận động cho những đạo luật phá thai và tài trợ cho phá thai. Họ đang bị ma quỷ nó thống trị đấy. Đấy, tội giết người. Rồi mình thấy có tội ăn chơi không các bác? Có tội sa đọa không các bác? Đủ thứ tội hết. Tội ăn chơi sa đọa mà thành phố Las Vegas này là nổi tiếng thế giới. Tối hôm kia cha bề trên chính xứ chở cháu đi một vòng thành phố, mà đi trên đường thấy các cái xe quảng cáo nó có điện xanh đỏ mà nó quảng cáo đủ các màn ăn chơi của mình, thấy kinh quá. Mới đi trên đường đã thấy khiếp rồi. Mới đi trên đường đã thấy bóng dáng địa ngục rồi. Mà như vậy thì làm sao mà hạnh phúc bền vững được, nếu mà những người mà chìm đắm trong cái cảnh ăn chơi trụy lạc đó. Mà có nhiều người ăn chơi á, là ăn chơi á, là không biết đêm ngày là gì cơ. Kiểu như anh Đức Huy đấy. Cứ vui cho trọn đêm nay, sống quên sống không ngày mai. Có đúng không các bác? Anh ấy nói thật đó. Cứ vui cho trọn đêm nay, sống vui sống quên sống không ngày mai. Ăn chơi. Rồi có người lý luận thì bảo phải sống cho nó đạo đức, thì quay sang nói rằng là đạo đức mà làm cái gì, đằng nào chứ cũng chết cả, chết cũng thành cái mả cả. Chơi xuân kiểu hết xuân đi, cái già sồng sọc nó thì đến mau, lẳng lơ chết cũng ra ma, chính chuyên chết cũng đưa ra ngoài đồng. Vậy thì dại gì không ăn chơi. Nhiều người lý luận dở người như vậy, lý sự cùn để bào chữa cho cái lối sống thác loạn của mình. Đấy, nhưng mà đấy là những tội lớn. Như các bác thấy cái mình nữa, ngay những tội nho nhỏ trong nhà. Hồi cháu còn ở Hà Nội, có một ông là giáo sư dạy ngoại ngữ
ở Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, ông dạy tiếng Nga. Lúc đó ông có cái xem Matisse của Hàn Quốc mà hồi hơn 20 năm trước. Ông cứ bảo, cha Khải ơi, hễ cha đi đâu, dù tôi không có đạo, chỉ vợ tôi có đạo thôi, nhưng mà tôi về hưu rồi, hễ cha đi đâu cứ nói tôi lấy xe hơi tôi chở cha đi cho an toàn. Mới lại đi với cha, nghe cha nói chuyện, mới hướng dẫn tham quan nó vui, thăm đền thờ, thăm chùa chiền nó vui. Thế mà cái xe Matisse của ông bé mà ông chở mình đi, có khi đi từ Hà Nội lên Xuân Tây 30 cây mà mấy lần mình phải xuống đẩy xe. Nhưng mà hồi đó như vậy là hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà lúc ông lái xe trên đường á, lúc lái xe trên đường ông chia sẻ này: ồ, cha không lấy vợ không biết chứ con lấy vợ con biết ạ. Cha không lái xe không biết chứ con lái xe con biết ạ. Là thế này này cha: lái xe thì ra đường sợ nhất công nông, lấy vợ thì về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Ông đọc câu ạ: ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Vợ sợ nhất là về nhà vợ làm chiến tranh lạnh. Ông nói vậy. Công nông là cái xe nào các bác biết không? Là xe miền Nam gọi là xe đầu ngang. Xe đầu ngang, miền Bắc gọi là xe công nông. Và lái cái xe đó là người ở thôn quê lái, không có bằng cấp, và chạy trên đường làng là rất ẩu và không có tránh anh nào cả. Cứ ga hết cỡ. Cho nên đó là những người lái xe đàng hoàng thì người ta bảo là ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Đấy là cái tội nó, tội gây tội chiến tranh lạnh. Rồi như mình là công giáo, hôm qua hôm nay cho đến đây cho đi lễ. Ở đây các bác phạm cái tội ấy là đi muộn về sớm. Các bác ạ, các bác đi lễ mà các bác phạm cái tội đi muộn về sớm, gây chia chí cho cha chủ tế và những người khác. Sao cho nói mà các bác im lặng đấy? Có đúng không? Cháu nói thẳng nói thật đấy, cháu không có ngại đâu. Mình tính toán quá với Chúa làm gì? Một vài phút, một vài giờ, sởi lời trời cởi dây cho, so đo trời co dây lại. Tính toán với Chúa không ăn thua. Mình có tham công tiếc việc một vài tiếng hay một ngày chủ nhật á, thì mình đừng có tưởng là hay. Trên đời này á, cháu thấy rồi, ở cái nước Đức cái nó giữ ngày chủ nhật tốt nhất châu Âu á, thì nó giàu nhất châu Âu. Bạn cháu ở bên Đức bảo, ngày chủ nhật con đọc có phơi quần áo ra dây, con quét cái lối đi mà hàng xóm nó nhắc con rằng là sao chủ nhật mà làm việc. Bên đó là cửa hàng cửa hiệu chủ nhật là đóng cửa. Dân Do Thái cũng vậy, cháu sang Do Thái mà vào ngày Sa-bát thành phố lặng như tờ. Cháu ở Paris mà cháu đi ra ngoại ô đến cái thành phố Vinjuif là người Do Thái, Vin là thành phố, Vinjuif là thành phố của người Do Thái. Mà ngày Sa-bát đường phố im ắng, chỉ có mỗi tiếng trẻ con theo mẹ đến nhà thờ, từ nhà đến nhà thờ và từ nhà thờ về, chỉ có tiếng trẻ con ríu rít theo mẹ. Và người Do Thái hay lắm, cháu quan sát đàn ông đội mũ phớt hay đội mũ nồi sau đó đi đằng trước cái này, còn đàn bà dắt con đi theo đằng sau, không có chuyện đi với nhau bao giờ nhá. Văn minh thế nào mặc kệ, vẫn phải đàn ông trước đàn bà sau. Thế mà dân Do Thái họ giữ ngày Sa-bát như vậy, nhưng mà dân đó ở đâu xưa nay nó cũng giàu nhất thế giới các bác ạ, nó cũng thông minh nhất thế giới các bác ạ. Ngày chủ nhật thì mình thờ phượng Chúa, mình gặp gỡ nhau, mình chăm sóc phần hồn mình, chăm sóc phần hồn phần xác của nhau. Mình tính toán với Chúa một vài phút, một vài giờ, rồi là mình cũng đâu có khá hơn đâu. Cho nên đấy, các bác cố gắng chủ nhật hăng hái đi lễ và đi cho đúng giờ. Đến sớm nói chuyện với những người chung quanh để chia sẻ với nhau về cuộc sống. Sau đó vào nhà thờ mới mang cuộc sống của mình và mang cuộc sống của anh chị em mình cùng dâng lên Chúa. Và cùng xin Chúa chúc lành cho những người khác và cho mình. Chứ còn mình đi muộn lao vào nhà thờ một cái, mình hiệp thông cái gì đâu. Mình không có sự hiệp thông cuộc sống với những người chung quanh các bác ạ. Cho nên mình phải hiểu cái phục vụ giáo hội muốn thế nào. Mà cháu nói thật với bác, cái cháu theo đạo, chả thấy có cái đạo nào hay cái tổ chức nào mà có cái phục vụ hay như thể công giáo mình.
và nghiêm trang thánh thiện nhân bản và tâm linh như công giáo mình. Cho nên đi lễ là rất hạnh phúc. Các bác đừng coi thường. Các bác đi xem các show giải trí ở trong các khách sạn của Las Vegas, các bác có vui tí vậy, nhưng mà đấy là cái vui mau qua, và cái vui nó sẽ hành hạ các bác bất hạnh hơn. Còn các bác đi nhà thờ, cứ ngày đi nhà thờ, ngày đi nhà thờ, các bác có cái vui thánh thiện, có cái vui sâu xa, có cái vui bền vững, có cái vui là niềm vui được ơn cứu độ. Niềm vui của Chúa Trời nó khác. Niềm vui của cái tình yêu giữa con người với Chúa Trời nó khác. Còn cái vui thoáng qua của xác thịt, của dục vọng nó khác. Nếu nó có vui chốc lát đó, thì nó lại mang lại cái đau buồn bền vững lâu dài. Mà sao cho đang nói cái này nó chạy qua cái kia nhiều quá vậy chứ? Rồi cho đang nói ra, đang nói chuyện các bác đi nhà thờ. Đấy cái tội bỏ lễ hoặc là tội đi trễ về sớm. Nhưng mà các bác thấy mình còn nhiều tội. Nhưng mà cháu đi đây đi đó, cháu nghe người ta chia sẻ và cháu quan sát thấy, thì cháu phát hiện ra rằng cái tội mà con người ta hay phạm nhất, cái tội mà nó khiến mỗi người bất hạnh nhất và người khác bất hạnh nhất, cái tội mà nó thường xuyên xảy ra nhất, đó là cái tội liên quan đến cái miệng lưỡi của mình. Phần lớn cái tội của con người, phần lớn cái tội con người phạm nó liên quan đến miệng lưỡi của mình. Tức là mình không có biết nói năng cho nó phải, không có biết nói năng như Chúa muốn. Nghĩa là liên quan đến cái miệng của mình thì mình nói dối, đặt điều, la lối, thóa mạ, dèm pha, chửi bới, nguyền rủa, nói điêu, nói càn, nói bậy, nói móc, nói mát, nói ác, nói xỏ, nói xiên, nói tùy tiện, nói vô lễ, nói sỗ sàng, nói sống sượng, nói cạn tàu ráo máng, nói lộ bí mật, nói trơ chẽn, nói lấy được. Rồi như chúng cháu là nói dài, nói dài, nói dài, nói không bãi đáp. Mình hay phạm cái tội liên quan đến lời nói của mình. Và mình kinh nghiệm như lời Thánh Phaolô nói làm sao? Cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên. Vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác, làm cho toàn thân bị ô nhiễm và đốt cháy bánh xe cuộc đời. Vì chính cái lưỡi bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Đấy, khiếp không? Đấy là lời Kinh Thánh nói như vậy. Thánh Gia-cô-bê nói như vậy. Cho nên Ngài nói làm sao? Kết luận Ngài nói này. Mỗi người phải mau nghe và đừng vội nói, khoan giận. Ai bảo mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão. Anh em đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu, đấy là xét đoán lề luật. Đấy. Mình sống mình mới thấy là cái lời nói nó quan trọng. Cái lời, một lời mình nói nhé các bác, một lời mình nói nó có thể khiến mình hay khiến người khác đau khổ hay hạnh phúc. Một lời mình nói có thể khiến mình hay người khác thành công hay thất bại. Một lời mình nói có thể khiến cho mình hay người khác sống hay là chết. Chỉ một lời mình nói thôi có thể khiến người khác sống hay là chết. Một lời mình nói thôi có thể khiến người kia bước vào tương lai tốt đẹp, hay là dìm người kia hay chính mình vào một tương lai xấu xa, thất bại. Cho lời nói nó rất nguy hiểm. Cho mình nhớ lời Thánh Phaolô dạy. Nếu cần nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính cách tích cực và sinh ơn ích cho người nghe. Nói những lời tích cực, sinh ơn ích cho người nghe. Vợ chồng nói với nhau phải nói cho khéo. Phải biết nói với nhau những lời tốt đẹp. Phải biết nói với nhau cho đúng lúc, phải biết nói với nhau cho đúng chỗ. Chẳng hạn có một chị bạn nói với cháu, thưa cha, con với chồng con là đụng nhau nhiều chuyện. Nhưng mà khi mà chồng con mà
có nguy cơ lớn tiếng lên một cái, sừng cò một cái là con im ngay và con tránh ngay. Không bao giờ con dám cãi lại hay dám lớn tiếng với chồng con khi đang có mặt các con ở đấy. Con mà lớn tiếng một cái làm sao con dạy được các con. Bà này khôn, đúng không các bác? Bà này khôn, rất khôn. Vợ chồng mà lớn tiếng với nhau trước mặt con cái làm sao dạy được con. Cho nên mình biết cái lời nói nó quan trọng đối với hạnh phúc của mình và của người khác bây giờ và mãi mãi. Đối với thành công của mình và người khác bây giờ và mãi mãi. Cho nên mình cố gắng nói những lời tốt đẹp, có tính cách xây dựng và sinh ơn đức cho người nghe. Mình cố gắng theo lời Chúa dạy, có nói có, không nói không. Những điều bịa đặt là do ma quỷ mà ra. Thế nếu mà mình nói dối đi. Cháu thưa với các bác, nếu mình nói dối một tí là mình cứ phải lo che chắn cái điều mình nói dối. Mà che chắn cái điều mình nói dối thì cái năng lực đấy ở nơi mình, thay vì để học hành, để tính toán công ăn việc làm, để sống bình an hạnh phúc, thì cái năng lực nơi mình phải đưa ra để che chắn chuyện nói dối. Và như vậy là mình đang giết mình. Mình nói dối một tí, mình thẹn trong lòng mình, lương tâm mình nó cắn rứt. Mình nói dối một tí, mặt mình nó, cái nhìn của mình nó kém tự tin. Cái mặt mình nó kém tươi để sống với người. Cái lòng mình nó không bình an để sống với mình. Cái đầu mình nó không còn tỉnh táo để tính toán công ăn việc làm cho tốt để được lợi nhuận cao. Cái đầu mình nó không còn thảnh thơi để học hành cho tốt, để kết quả cao, để thi được điểm cao. Đó. Cho nên nó nguy hiểm lắm. Mình đừng có lãng phí năng lực vô ích vào cái chuyện nói dối và các cái chuyện xấu xa khác từ miệng lưỡi mà ra. Cho nên sao? Mình biết vậy để mình sống cho khôn ngoan, khỏi mất đi cái cơ hội hạnh phúc và thành công cho mình và cho người khác. Rồi các bác thấy trong mình nó còn cái tội nữa mà cháu cũng phải nhắc. Một cái tội rất điển hình, đó là con người ta hay phạm cái tội ganh tị. Hay phạm tội ganh tị. Thấy ai đẹp hơn mình, không thích. Thấy ai thành công hơn mình, không thích. Thấy ai được người khác yêu mến hơn mình, không thích. Thấy ai giỏi hơn mình, không thích. Thấy ai đạo đức hơn mình, không thích. Thậm chí còn chống phá lại. Thật là cái mình sao nó ngu muội thế không biết nữa nhỉ. Bây giờ các bác đi mua nhà, mỗi nhà các bác đẹp nhất xóm, sang trọng nhất xóm, còn cả hết xung quanh, những người xung quanh các bác đều trình độ không bằng các bác, đạo đức không bằng các bác, kinh tế không bằng các bác, mà nhà cửa cũng thấp kém hơn các bác, những người xung quanh các bác tội phạm hơn các bác, bị cảnh sát gọi là canh chừng. Thế cháu hỏi các bác muốn hơn người ta và các bác muốn mọi người xung quanh bác kém, các bác có muốn mua nhà vào cái khu cháu vừa nói không? Có muốn không? Chả ai muốn cả. Thế thì các bác phải hiểu ngược lại. Nếu cháu đây có nghèo nhất, có dốt nhất, có bê bối nhất, mà cháu cái nhà cháu cũng kém nhất, cái xe cũng kém nhất khu vực này, nhưng mà cái khu vực cháu sống chung quanh cháu toàn là nhà đẹp, toàn là người sang trọng và toàn là người khá giả, toàn người đi xe đẹp. Vậy thì dù cháu không bằng người ta, nhưng cháu sống ở cái khu đó, tự nhiên nhà đất của cháu cũng có giá hơn. Đúng không các bác? Đúng không? Rồi tự nhiên cháu cũng được an toàn hơn. Tự nhiên cháu được an toàn hơn. Và tự nhiên cháu cũng sống vui vẻ hạnh phúc hơn. Chứ còn nếu cháu sống ở cái khu ghetto tội phạm kia thì cháu có giỏi mấy cháu cũng nguy hiểm tính mạng. Thế thì những người chung quanh là như vậy. Làm sao? Thiên Chúa ban cho anh em mọi ân huệ là để phục vụ kẻ khác. Thánh Phaolô nói như vậy. Ơn riêng Chúa ban cho anh em là để phục vụ kẻ khác. Ơn riêng Chúa ban cho những người chung quanh mình cũng là để phục vụ mình và phục vụ những người khác. Khi những người chung quanh mình họ giỏi hơn mình, họ đạo đức hơn mình, họ thành công hơn mình, là tự nhiên cuộc sống của mình cũng tốt lên. Đó. Mình phải nhận thấy như vậy. Và nếu mình biết cầu nguyện với Chúa này, lạy Chúa, cảm ơn Chúa về những ân huệ Chúa ban cho những người chung quanh chúng con. Và con tin rằng đó,
họ ban cho họ cũng là ban cho con. Con cảm ơn Chúa. Rồi mình thấy đó, thế nếu mà anh em họ hàng mình hay bạn bè mình tất cả họ giàu có cả, thế thì mình chắc một điều là mình chả vay mượn, nhưng mà chắc chắn là anh em cũng không vay mượn mình, đỡ không các bác? Đúng không các bác? Rồi tất cả những người chung quanh anh em bạn bè mình họ khỏe mạnh cả, chắc chắn mình họ cũng không làm việc giúp mình nghĩ vậy. Nhưng mà ít nhất mình cũng không phải hy sinh thời gian ra chăm sóc họ ở bệnh viện để thăm hỏi họ. Có đúng không các bác? Thế thì mình ganh tị làm cái gì? Mình ganh tị là rất dại cho mình. Đấy. Cho nên mình phải thấy như vậy để mình bỏ đi cái tật ganh tị. Bỏ. Mà cái tật ganh tị nó sinh ra đủ thứ tội ác cả các bác ạ. Mà không phải chỉ ganh tị với người đâu. Ở cuộc đời ấy, có người ganh tị cả với cây cảnh. Có người ganh tị cả với lại chó mèo. Cháu có một người bạn, cháu phải giàn hòa mãi. Vợ trước chết để lại con mèo, anh ấy cưới vợ sau về. Thế là vợ sau cứ ghen với con mèo suốt. Mà cháu phải can bao nhiêu lần bây giờ mới thôi. Rồi có người ghen với con gà. Hồi trước cháu đọc trên Facebook, có một cô đó viết trên Facebook là cô ấy bảo rằng là chồng em á, nó tắm cho con gà tỉ mẩn nhẹ nhàng từng ly từng tí, đang khi vợ chả bao giờ tắm cho vợ, mà có bảo lấy cho vợ cốc nước cũng không. Rồi có lần chồng mua một cân thịt bò về, chồng hí hoáy thái ở dưới bếp. Rồi á, vợ nghĩ là hôm nay chồng tâm lý mua thịt bò về làm món ăn ngon đãi vợ. Thế vợ cứ ở trên nhà đợi mãi. Đến lúc xuống dưới thì hóa ra chồng đang lấy thịt bò đút cho con gà ăn. Thế xong chị giận quá, chị ganh với con gà. Thế chị tính nước phục thù, chị hỏi trên Facebook: em giận quá các chị, các bác ạ. Bác, em hỏi các bác, làm ơn cho em hỏi thịt gà trọi thì làm món gì ngon? Là tính thịt con gà trọi của chồng. Ganh tị với con gà trọi của chồng mà tính thịt con gà trọi của chồng. Đấy, không phải chỉ ghen với người mà ghen cả với gà nữa. Nhưng mà chị đó dại. Dại làm sao? Chị đó thiếu hiểu biết. Là bởi vì thế này, đối với những người nam, khoa học tâm lý người ta phát hiện ra rằng đối với người nam, người ta luôn luôn cùng lúc quan tâm đến bốn chuyện. Đấy. Đối với người nam á, vừa là gia đình vợ con, vừa là giải trí, vừa là lý tưởng, vừa là gì nhỉ? Nghề nghiệp. Người nam cùng lúc quan tâm đến bốn chuyện: vợ con, nghề nghiệp, lý tưởng và giải trí. Thế anh này anh giải trí bằng cách nuôi con gà trọi thì quá lành mạnh, được còn gì nữa. Anh ấy nuôi gà trọi, anh chăm gà trọi đi trọi. Anh giải trí nó lành mạnh mà chị này không phát hiện ra. Xong chị còn biết thế, giá mà nó là cái con nào thì em còn cãi nhau với nó được, nó là con gà thì cãi được. Gần em bực quá chị em à. Mà chị này thì dạ, thế chồng nó cứ đi với con gà trọi, nó nuôi gà trọi thì đỡ, chứ nó đi với con gà bông xanh bông đỏ. Có đúng không các bạn? Mình khi mà mình ganh tị lên, mình không còn khôn ngoan nữa, không còn khôn ngoan. Và bởi thế cho nên mình làm những cái điều gọi là tội ác và dại dột cho chính mình. Cho nên Kinh Thánh mình thấy trong Kinh Thánh, chính vì ghen tị mà Cain đã giết Abel ngay từ của đầu khi mới có con người. Các bác có nhớ không? Chính vì ghen tị mà Cain đã giết Abel. Abel dâng lễ vật Chúa nhận, Cain dâng lễ vật Chúa không nhận, Cain giết Abel. Chính vì ganh tị với Chúa Giêsu mà giới chức quyền Do Thái, phe Sa Đốc, phe biệt phái, phe kinh sư, phe thực tế, tư tế, tất cả giới chức quyền Do Thái cấu kết với nhau để giết Chúa Giêsu vì họ ganh tị với Chúa Giêsu. Họ thấy Chúa Giêsu được dân yêu mến hơn, họ thấy Chúa Giêsu giảng dạy đầy quyền năng, họ thấy Chúa Giêsu làm phép lạ, họ thấy Chúa Giêsu khác hẳn họ. Và dân chúng đi theo họ, đi theo Chúa Giêsu rất đông. Thế là họ lập mưu giết Chúa, loại trừ Chúa khỏi thế gian này. Đấy. Cho nên là Thánh Giảng Cụ Thể thì nói, ở đâu có khách tư và tranh chấp,
ở đó có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. Cho nên phải canh chừng đừng có để mình lâm vào cái tội ghen tị. Mình ghen tị là mình mất đi cơ may hạnh phúc và mất đi cơ may thành công. Nếu điều tốt Chúa ban cho con người mà mình không hài lòng thì mình hài lòng với cái gì đấy? Nếu điều tốt Chúa ban cho thế gian này mà mình lấy làm tức tối thì cái gì có thể làm mình bình an được? Đấy, các bác thấy thấy không tiếp không, không đúng không? Cho nên mình nhớ lời Chúa dạy, khi mình ghen tị là mình giận dữ với Chúa, khi mình ghen tị là mình bất bình với Chúa cách vô lý. Cho nên chúng ta chạy đến với Chúa, xin Chúa chữa lành tâm hồn chúng ta, xin Chúa chữa lành suy nghĩ của chúng ta, xin Chúa chữa lành hành động của chúng ta, xin cho chúng ta được hoán cải tâm hồn. Và cụ thể xin cho chúng ta nhớ lời Thánh Phaolô rằng đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương. Đức mến thì không vinh vang, không tự đắc, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng mừng vui khi thấy điều chân thật. Mình mến thì mình như Thánh Phaolô nói, vui với người vui, khóc với người khóc. Chứ bây giờ mình lại giận khi người ta vui, mình lại cười khi người ta khóc thì mình ác quá. Người Việt mình hay nói là tùy, tùy có nghĩa là đi theo, thì có nghĩa là niềm vui. Mình biết đi theo cái vui của người, cái thành công của người, nghĩa là nó tốt cho mình hơn. Và mình khiêm nhường cầu nguyện với Chúa, Chúa biết thế nào là tốt cho chúng con, cho thân nhân bạn bè con và cho con. Nếu con khi thấy người khác mà thành công và được hơn mình khiêm nhường tạ ơn Chúa, mình hân hoan tạ ơn Chúa và khiêm nhường cầu nguyện Chúa lại Chúa. Nếu con sống tử tế, nếu con chịu khó làm việc, nếu con sống tốt với những người xung quanh, nếu con chịu rèn luyện và trau dồi bản thân con, thì con tin là một ngày nào đó trong kế hoạch của Chúa, có khi Chúa còn ban cho con những cái điều tốt đẹp hơn, những cái điều thành công hơn là đang ban cho họ. Và cuộc đời nó là vậy. Cho nên tóm lại là chúng ta phạm nhiều tội, và tội lỗi nó làm cho chúng ta phải chết. Tội lỗi nó làm cho chúng ta bất hạnh. Thánh Phaolô nói là hoa quả của sự tội là sự chết. Tội lỗi nào cũng gây chết, ít chết nhiều cho mình và cho người khác. Tội lỗi nào cũng khiến mình và người khác bất hạnh ít nhiều. Tội lỗi nó khiến cho mình chết thể xác và chết linh hồn. Như thể cái chị phụ nữ ngoại tình mình nghe là tội lỗi nó khiến cho chị ta phải chết thể xác và chắc chắn rồi. Chuyến này là không có biết là linh hồn thế nào, chưa biết. Nhưng trước mắt thể xác chết là đi chắc, bị ném đá chết là đi chắc. Thế nhưng mà mình thấy làm sao? Mình thấy có Chúa thì mình không tuyệt vọng. Có Chúa thì mình không tuyệt vọng. Có Chúa thì mình sẽ được cứu sống. Mình xem chỉ mọi người đều kết án chị phụ nữ này, nhưng mà Chúa, mọi người đang hầm hầm nhìn chị thế này, Chúa không nhìn, Chúa cúi xuống đất, Chúa biết. Chúa không nhìn chị phụ nữ giống như những người khác thế này các. Đây là cái Chúa rất hay đấy các bác. Vì sao? Vì Chúa hiểu một cái nhìn có giá trị hơn một lời nói. Chúa hiểu một cái nhìn có khi còn có giá trị hơn nhiều lời nói. Một cái nhìn có giá trị hơn nhiều lời nói các bác. Có, cháu thấy rồi, có. Cháu thấy có anh tán một cô mấy năm không đổ, mà cũng anh đấy gặp một cô khác lần đầu đi làm văn nghệ, hai bên chớp mắt nhau một cái thế mà thành vợ thành chồng này. Cho nên chúng mình biết là một cái nhìn nhiều khi có giá trị hơn một cái nói. À, cái nói tiếng Tây nó nói là cú đầu hút được, cú đầu hút được, tức là tiếng sét ái tình. Một cái nhìn có giá trị hơn nhiều lời nói. Cho Chúa ở đây Chúa không nhìn chị phụ nữ. Vì sao? Vì Chúa không muốn thêm một cái nhìn kết án. Các bác biết là chị này phạm tội ngoại tình quả tang rồi, bao nhiêu người họ bắt được đây rồi, và rõ ràng là chị này đang bị kết án rồi. Thế mọi người đang nhìn chị bằng mắt kết án, mọi người đang muốn ăn tươi nuốt sống chị này, mà chị này đang xấu hổ đến chết đi được. Giá mà đất nước ra nuốt chị này chứ còn dễ chịu hơn. Thế trong cái hoàn cảnh đó Chúa rất thương chị này. Chúa hiểu một cái nhìn là có giá trị hơn một lời nói. Cho Chúa cúi xuống đất, Chúa biết Chúa không nhìn chị phụ nữ không để cho chị bớt lung tung, mà trong trường hợp đó Chúa là đấng vô tội, Chúa là Thiên Chúa hiện thân của tình yêu, mà cái người càng là
người đạo đức càng vô tội mà nhìn người có tội người ta càng xấu hổ. Thế cái anh này nó xấu, nó nhìn người này có tội thì người này mới xấu hổ, đúng không bác? Còn giờ đây anh này có tội, anh này thánh thiện không bao giờ có tội, anh đạo đức anh nhìn thì mình càng xấu hổ. Nhưng Chúa biết vậy, Chúa không nhìn chị phụ nữ có tội này. Nhưng chú, là vì Chúa thương chị ta, là vì Chúa không muốn đồng tình với thái độ kết án của những người kia dành cho chị ta. Nhưng mà Chúa hay là Chúa cũng không nhìn những người đang kết án, không nhìn Pharisee, không nhìn kinh sư, không nhìn những người đang hung hăng muốn kết án người khác, Chúa không nhìn. Chúa có khôn không các bác? Chúa rất khôn, vì Chúa không muốn đối đầu với những người đang hung hăng làm điều ác. Các bác học lái xe đi ra đường, người ta có dạy là thấy những anh mà nó hung hăng, nó lái xe hung hăng mà nó muốn sinh sự, này các bác có được cái người dạy lái xe người ta khuyên là đừng có nhìn vào mắt cái kẻ đấy đâu, có không? Đừng có dạy mà nhìn nhá, không khéo nó thấy nó có siêu thị súng và xe nó có súng nó đòn mình đấy, đừng có nhìn lại nó bằng con mắt thức. Nhưng anh mà lái xe theo kiểu gọi là nóng hổ mà hung hăng là sinh sự vô cớ. Thế Chúa Giêsu không nhìn vào những người đang hung hăng kết án chị phụ nữ là vì Chúa không muốn đối đầu mấy cái thái độ, Chúa không muốn đồng tình với thái độ đó của họ, và Chúa không muốn đối đầu với họ đang khi cái lòng họ nó đang động như vậy. Chúa không muốn thách thức họ trong cái lúc đó, nên Chúa cố giúp Chúa biết là Chúa muốn làm gương cho họ để cho họ dìu xuống cái đạo. Nhưng mà các bác thấy không, nghe bài tin mừng các bác thấy cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, Chúa muốn yên nhưng mà họ không để Chúa yên, họ dồn Chúa vào chân tường. Dồn Chúa vào chân thường, buộc Chúa phải tỏ thái độ vì cái sự khôn ngoan nhân loại, vì cái mưu ma của họ. Họ nghĩ rằng chuyến này kiểu gì Chúa cũng chết, chuyến này là họ triệt cuộc được Chúa rồi, chuyến này Chúa có chạy đằng trời, một là mất mặt, hai là mất mạng, có chạy đằng trời, cho nên họ ép Chúa. Thế họ ép Chúa rồi Chúa mới ngẩng lên nhìn họ, Chúa ngẩng lên nhìn một cái, nói một câu: ai trong các ông sạch tội hãy lấy đá mà ném chị phụ nữ này trước đi. Xong rồi lại cúi xuống tiếp. Mà Chúa hay nói xong đấy lại cúi xuống tiếp, chứ không nói xong rồi cứ đứng đó rồi cứ nhìn người ta. Chúa rất thương những cái người Pharisee và kinh sư kia. Khi mà Chúa nói ra như vậy, nhìn nó một cái, nói một lời là sao? Hôm nay cha chính sứ chủ tế phân tích cho mình thấy là các người càng lớn tuổi thì phạm càng nhiều tội. Cái nhiều người càng lớn già thì là phạm tội nhiều hơn người trẻ, cho đến người già họ rút lui trước. Ông Thánh Gioan ông trẻ nhất và ông tinh ở chỗ đó, họ rút lui hết kẻ trước, người sau bắt đầu là những người lớn tuổi. Đúng vậy, mình càng sống thì càng phạm nhiều tội, thời gian qua đi thì tội lỗi của mình nó dày lên, dòng nước ở trong nguồn thì trong mà nó càng chảy thì cái dòng sông nó càng bẩn lục và ô nhiễm. Con người mình nó càng sống thì tội lỗi nó càng dày lên, và càng sống thì mình càng ô nhiễm, càng sống thì càng ô nhiễm. Và cụ thể là cái mặt mình ấy, sống một thời cái mặt mình nó mất đi cái nét trẻ thơ xinh đẹp như thể các em bé mới sinh, đúng không các bác? Yes. Nhưng nếu các bác không đi xin tội, nếu các bác không nhờ Chúa thánh hóa thì các bác càng già các bác càng trở nên trẻ thơ hơn nhé. Giống như cha già là cháu ở Roma 98 tuổi mà cái nét ngài trẻ thơ, mà cái nhìn vào cái mặt ngài nó phúc hậu mà nó vui tươi mà đáng yêu, mà lúc nào ngài cũng vui được đó. Cha về trên đây sau đó có biết cha già không? Ngài đến đó là cha lúc nào cười nói những lời vui, còn mời ngài đi xem cá cảnh, đi xem trong trắng này làm cắm ở ngoài vườn chụp hình chú bài đó. Thế sao? Nếu mình biết đón nhận ơn Chúa và ơn Chúa thánh hóa mình thì mình sẽ trở nên như trẻ thơ, giống như lời Chúa Giêsu nói đó, là mình được sinh lại trong thần khí đó. Và như Chúa nói đó, nếu mà không sinh lại đó, thì không được sự sống đời đời, thì không được vào nước trời. Mình có tuổi già đi chăng nữa, nhưng nếu mà có ơn Chúa thì mình sẽ kinh nghiệm điều đó trong cuộc đời mình. Và tôi cho quay lại này, thế thì khi mà các ông này, ông ấy nghe thấy Chúa nói một câu và Chúa nhìn các ông một cái, là các ông ấy từ từ rút lui hết kẻ trước người sau, từ những người lớn tuổi. Ở đây mình thấy cái gì? Mình thấy đúng là Chúa khôn ngoan thật. Đúng là như Thánh Phaolô nói, cái sự ngu dại của Thiên Chúa còn vẫn hay hơn cái sự khôn ngoan của con người. Các bác thấy không? Thấy Chúa khôn ngoan. Chúa nói một câu là phá tan cái bẫy họ
tức là họ cũng hối cải. Và các bạn thấy Chúa hay không? Một lời nói, một cái nhìn của Chúa mà khiến cho kinh sư Parisio đang bị giết người giết trời không? Mà bỏ ngay dự định của mình và biến mất luôn lập tức. Kinh sư Parisio trong tin mừng Chúa chửi nhiều lần nhiều chỗ, khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi. Nhưng mà hôm nay ở trong này thưa cha xứ, họ hay hơn con với cha. Đúng không cha? Tức là Chúa nói một cái mà Chúa nhìn một cái là họ bỏ tội lỗi và họ sám hối ngay. Chứ còn như mình đây này, Chúa nói bao nhiêu lần, Chúa nhìn bao nhiêu lần, mình có được làm gì đâu. Mình vẫn ở lì trong tội lỗi của mình đó thôi. Đúng không các bác? Đấy. Cho nên mình, họ dở cái gì mình phải nói dở, họ hay cái gì mình phải nói hay. Hôm nay kinh sư với Pharisee ở đây là hay lắm đấy. Nhìn Chúa nhìn một cái, Chúa nói một lời, bỏ tội ác ngay. Cho nên mình mới thấy sao? Mình mới thấy là Chúa rất hay cái chỗ Chúa cúi xuống đất. Chúa nói rằng cúi xuống đất. Chúa cúi xuống đất để cho những cái nhóm người đó họ rút đi, họ không xấu hổ. Các bạn thấy Chúa tình thế không? Chúa không muốn nhìn họ để cho họ khỏi xấu hổ. Chúa đã không muốn chỉ phụ nữ này xấu hổ, thì bây giờ Chúa cũng không muốn những cái kinh sư và Pharisee cái xấu hổ. Chúa thương người phụ nữ này và Chúa cũng thương những người kia nữa. Chúa không muốn quân gian ác phải chết, nhưng Chúa muốn nó bỏ đường tà để được sống. Lời Kinh Thánh nói như vậy. Chúa không muốn quân gian ác phải chết, nhưng muốn nó bỏ đường tà để được sống. Và mình thấy trong kinh sư Pharisee đó trước đây là Chúa không nhìn họ và Chúa nhân từ như vậy. Và đến lúc còn rút đi hết rồi, Chúa mới ngẩng lên, Chúa mới nhìn chị phụ nữ. Và lúc này Chúa mới nhìn, lúc này Chúa mới nói. Lúc này có sợ ai hiểu nhầm nữa không? Không. Lúc này Chúa nhìn chị phụ nữ thì sợ chị hiểu nhầm và cái nhìn kết án. Bây giờ với những cái điều đã xảy ra, chị này thừa biết là Chúa không kết án chị rồi. Bây giờ Chúa nhìn chị này là không sợ ai hiểu nhầm nữa rồi. Bây giờ chỉ còn mình chị này, mình Chúa, hai bên nhìn nhau chả có gì ai sợ ai hiểu nhầm đấy. Và mình thấy Chúa khôn các bác nhỉ. Lúc mọi người nhìn ra không nhìn, lúc không còn ai nhìn ra mới nhìn. Đấy, Chúa hay như vậy. Cho nên Chúa lúc đó là sao? Chúa mới nói, tôi cũng không kết án chị đâu. Tôi cũng không kết án chị đâu. Nhưng mà Chúa kết án tội lỗi nhá. Chị đi bình yên. Nhưng mà từ nay đừng phạm tội nữa. Không kết án nhưng từ nay đừng phạm tội nữa. Là Chúa, người tội lỗi thì Chúa yêu thương. Tội lỗi thì Chúa ghét. Chúa muốn người ta bỏ tội lỗi. Nhưng con người phạm tội thì Chúa yêu thương và Chúa muốn người ta hoán cải. Thế mình đây cũng vậy. Mình đây cũng là những con người tội lỗi. Cho nên á, mình Chúa ghét tội lỗi mình. Nhưng mà Chúa luôn luôn yêu thương mình. Mình đừng có bao giờ tuyệt vọng trước cái tình thương của Chúa. Mình xem cái câu chuyện mình vừa đọc trong bài tin mừng hôm nay, mình thấy tình thương và quyền năng của Chúa thì lớn hơn tội lỗi của con người. Mình thấy tình thương và quyền năng của Chúa thì lớn hơn cái sự độc ác của con người. Tình thương và quyền năng của Chúa lớn hơn sự giữ mà con người có thể thực hiện. Một cái nhìn của Chúa, một lời nói của Chúa đủ sức để thay đổi tình thế, thay đổi lòng dạ con người, thay đổi lối ứng xử con người. Một cái nhìn, một lời nói của Chúa đủ sức cứu sống thể xác và linh hồn con người. Đủ sức cứu sống thể xác và linh hồn con người. Cho nên Chúa thương mình là vậy. Cho nên mình có tội chăng nữa, mình đừng có tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng. Mình đừng có nghĩ là mình tội lỗi quá thế này. Mình tội lỗi ngập đầu ngập cổ rồi Chúa không có Chúa nào tha thứ được cho mình. Đừng có nghĩ như vậy. Tội mình phân thế nào cho nên Chúa vẫn tha. Chúa nói như đông đoài cách xa ngàn dặm, tội của ngươi ta cũng ném thật xa. Như người cha chạy lòng thương con cái, Chúa cũng chạy lòng thương những kẻ kính tôn Ngài. Chúa cứu tội của chúng ta dù có đỏ như tuyết, Ngài cũng làm cho chúng ta trở nên trắng như son. Kinh Thánh nói như vậy. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải nhìn ra tội lỗi của mình. Và vấn đề là chúng ta phải quay trở về với Chúa, tin tưởng Chúa để Chúa ban ơn chúng cho mình. Rồi nhờ ơn Chúa mình mới thay đổi được mình. Chứ mình đừng có tưởng rằng, là tự sức mình thay đổi được, không có đâu các bác. Mình kinh nghiệm thế này, con người ta
có khả năng phạm tội, nhưng con người ta không có khả năng tha thứ được cho chính mình. Hôm rồi có người hỏi cháu, người kia có lỗi với con mà con hận họ quá, con không tha thứ được cho họ, làm sao con có thể tha thứ được cho họ? Cháu bảo, bác chả bao giờ tha thứ được cho người kia cả, bởi vì bác cũng chả tha thứ được cho chính bác. Bây giờ muốn tha thứ được cho người kia, mình phải đón nhận ơn tha thứ của Chúa xuống trên mình đã. Mình với Chúa phải hòa giải với nhau đã, rồi á, nhờ ơn Chúa mình mới tha thứ được cho mình mới tha thứ được cho người kia. Con người có khả năng phạm tội, tội lỗi nó gây hậu quả xấu nơi mình, nhưng mình lại không có cái khả năng tự tha thứ được cho mình. Mình không có cái khả năng gọi là hóa giải cái hậu quả xấu của tội lỗi nơi mình. Cháu đọc báo, hồi trước cháu đọc báo cùng đứa cháu nhớ một câu chuyện. Người ta đặt tên là chị Mai. Chị đó trong là chính thức, trong một lần đi công tác ở bên Đức, chị ta thất tiết với chồng. Xong rồi về, chị ta bị dày vò trong lòng, chị ta ghi nhật ký hàng ngày. Và chị ta không dám nói với chồng, vì nói với chồng sợ chồng không tha thứ thì mất hạnh phúc gia đình. Nhưng mà để trong lòng thì chị ta bị lương tâm dày vò cắn xé, và chị ta bất an. Rồi cái sự dày vò cắn xé trong ngày tháng nó dồn nén. Nó dồn nén đến mức một ngày chị ta bị điên. Bị điên xong rồi lúc đó ông chồng dọn phòng chị về đọc nhật ký của chị. Ông chồng mới phát hiện ra nguyên nhân vợ mình bị điên là như thế, là phạm tội mà không có tự tha thứ được cho mình, mà cũng không dám nói ra với người khác. Nó bi đát như vậy. Cho trong nói mà bây giờ bao nhiêu người tội lỗi đầy người, xong là tâm thần bất an, rồi cái lối ứng xử cũng bất thường, rồi người giống y như người tâm thần, xong là tốn đủ mọi thứ tiền để đi bác sĩ tâm lý, để đi đến những cái nhà phân tâm học. Bởi vì sao những người đó bị như vậy? Bởi vì họ không có chịu đến xưng tội với cha xứ. Bao nhiêu tội đến cha xứ đổ hết lên cho ngài. Thay vì đến tòa giải tội mình được bình an khỏe mạnh hồn xác thì không muốn, không tốn đồng nào thì không muốn, cứ muốn giữ tội nơi mình để cho mình trở thành tâm thần rồi đi bác sĩ tâm lý, mà về nó lại càng tâm thần hơn các bác ạ. Không nói thật, đấy là sự thật đang diễn ra trên cái thế giới này. Cho nên khôn ngoan mình phải biết đón nhận ơn Chúa. Mình không tha thứ được cho mình đâu. Vì sao? Lúc nãy các bác thấy cho nói anh Đức Huy không? Anh ấy ăn chơi xa đọa, cứ vui cho trọn đêm nay, sống quen sống không ngày mai, tưởng là vui cái gì? Không vui đâu. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về nhiều lần ướt mi. Một mình tôi về nhiều lần ướt mi là vì sao? Là vì sau cuộc ăn chơi rồi khi tỉnh rượu lúc tàn canh rồi, giật mình lại thấy mình xót xa. Mình thấy mình tội lỗi quá, mình thấy mình nhầm tẩm quá, mình thấy mình nhầy của trong vũ lầy tội lỗi, mình thấy mình không thoát ra được cái hỏa ngục nơi mình, và mình thương Đức Phật mình quá. Nhưng mà khi sao? Khi anh ấy sám hối, anh được ơn Chúa, được ơn Chúa xuống, anh ấy sám hối, anh đi dựng tội. Ấy dựng tội xong cái anh ấy vui ngay, và con tim đã vui rồi. Và con tim đã vui trở lại. Một tình yêu xin hát dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Người đó là Chúa của anh đấy, Chúa của mình đấy. Cho nên á, chỉ có Chúa mới cứu được mình thôi các bác ạ. Đừng có lầm tưởng là mình có sức mạnh mà cứu được mình và thoát được tội nơi mình. Đấy là cháu nói với các bác đại khái rồi. Phật là người, mình có tội, mỗi người đều có gót chân a xin của mình. Mỗi người đều trong 7 mối tội đầu, thế nào mình có 1-2 mối. Mà mình không có tự cứu được mình, nhưng mà mình cũng đừng có tuyệt vọng, vì Chúa thương mình, Chúa muốn bảo vệ mình, Chúa muốn cứu mình khỏi cái xiềng xích của tội lỗi. Chúa muốn ban cho mình một đời sống mới hạnh phúc trong Chúa. Cho nên mình đừng tuyệt vọng, cho nên mình cứ đặt tin tưởng, cứ tin tưởng vào cạnh trong nơi Chúa, người sẽ giải thoát mình nhé. Và người sẽ giúp cho mình được thành công và hạnh phúc. Đấy là hôm nay cháu chia sẻ với các bác dài lời như vậy. Cảm ơn các bác. Ôi, cháu nói hạn rồi nhé. Hỏi liên tục.
các bác. Mời chị. Dạ thưa cha, con muốn biết Chúa Giêsu viết cái gì đó. Bác chị hỏi câu hay. Cái câu đó xưa nay bao nhiêu nhà bác học nghiên cứu Thánh Kinh, bao nhiêu người muốn biết, và bao nhiêu nhà bác học nghiên cứu Thánh Kinh cũng không biết là Chúa viết cái gì trên đấy. Cái này đợi mai kia chị với tôi chết cùng về đời. Câu thứ một về sự cứu chuộc. Kính thưa cha, hơn 2.000 năm trước Chúa chịu chết trên cây thánh giá và bảo rằng để cứu chuộc tội lỗi cho thiên hạ, hy vọng rằng sự cứu chuộc sẽ làm cho con người biết ăn năn sám hối và bớt dần phạm tội. Dĩ nhiên nhân loại càng sinh sôi thì tội lỗi càng gia tăng, nhưng hiện nay nó gia tăng cách khủng khiếp, làm cho sự cứu chuộc mất dần hiệu quả. Chiến tranh chết chóc, người giết cả súc vật cây cối, không khí môi trường sự sống. Vì điều này hiện nay đã làm cho niềm tin vào sự cứu lỗi nói riêng và đạo giáo nói chung mất dần sự linh nghiệm của nó. Hiện nay sự đau khổ và tội lỗi đang gia tăng đầy khắp thế gian, khiến con người ngay cả trong nhà cũng lo sợ. Bước ra đường càng lo sợ hơn và phòng thủ bản thân. Tại sao lại như vậy thưa cha? Thưa bác, thứ nhất, nhân loại ngày xưa có tội, nhân loại ngày nay có tội, không có gì mới dưới ánh mặt trời này cả. Ngày xưa có chiến tranh chết chóc chết người, ngày nay cũng có chiến tranh chết chóc chết người. Và đấy là điều thứ nhất mình phải nhìn nhận là như vậy. Thứ hai, Chúa cứu chuộc con người, nhưng con người có được cứu chuộc hay không là do con người mình, chứ không phải là do tại Chúa. Ai tin thì được nên công chính, ai tuyên xưng ra ngoài miệng thì được cứu độ. Xà bông có đấy mà mình không dùng xà bông, mình tắm không nó vẫn bẩn. Tay dính đầy nhiều dầu mỡ và những chất bẩn, mình không dùng nước tẩy rửa, mình tẩy cái nước tẩy rửa có đấy mình vẫn bẩn. Chúa có đấy, ơn Chúa có đấy, nhưng nếu mình không mở lòng ra đón nhận ơn Chúa thì mình vẫn ở ngoài ơn cứu độ. Chúa đã dựng nên con người chúng ta có xác có hồn. Xác hồn là hình ảnh của Chúa, là chi thể Chúa Kitô, là tấm xác mình, là đền thờ Chúa Thánh Thần. Chúa lại dựng nên trái đất này với những tài nguyên phong phú. Chúa lại ban cho mình những người khác sống chung. Chúa lại ban cho mình khối óc và bàn tay. Chúa lại ban cho mình chính Chúa Giêsu. Xin Chúa ban cho mình Chúa Giêsu. Và Chúa muốn mình sống giữa đời này hạnh phúc và thành công. Chúa muốn mình, khi Chúa sinh ra mình giữa thế gian này, Chúa muốn mình cũng như muốn mọi người sống hạnh phúc và thành công ở đời này và đời sau. Còn trên thực tế thành công và hạnh phúc hay không là do mình và do những người chung quanh. Mưu sự tại thiên thành sự tại nhân. Bố mẹ đẻ con ra làm hết sức có thể, là ban cho con hết mọi điều tốt đẹp và muốn con hạnh phúc và thành công. Còn trên thực tế con có nghe lời bố mẹ không? Có đón nhận tình yêu của bố mẹ không? Có hạnh phúc và thành công hay không là do con. Đấy, cho nên là do mình. Chứ còn Chúa không muốn điều xấu cho mình đâu. Con người có tự do, Chúa dựng nên con người mình có tự do. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa ở chỗ nào? Ở chỗ mình có thể xác, mình có tình yêu, mình có trí khôn, mình có ý chí, mình có tự do. À, cái tự do nó khiến cho con người đến cao cả. Cái tự do nó khiến cho con người một cách nào đó ngang bằng Đức Chúa Trời. Ở cái chỗ nào cụ thể? Chúa bảo đừng giết người, mình bảo cứ giết người, Chúa chỉ. Chúa bảo đừng nói tục, mình cứ nói tục, Chúa chỉ. Chúa bảo đừng nói dối, mình cứ nói dối, Chúa chỉ. Vì Chúa tôn trọng tự do của con người. Chúa bảo con người cứ làm như thế này thì hạnh phúc, con người không làm, Chúa chỉ. Đó. Đấy, cho nên ơn cứu độ của Chúa qua Chúa Giêsu có đây. Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Và ơn sủng
của Thiên Chúa ban cho Chúa Giêsu là đầy tràn. Nhưng bây giờ nhiều người đang sống sa đọa, nhiều người đang sống tội lỗi, và cái thế giới của mình nó bất an như mình thấy là bởi vì người ta chối Chúa, bởi vì người ta chối Chúa, bởi vì người ta không đến với Ngài, Chúa không theo, lại theo ma quỷ, đường chính nhèo ngay không theo, lại cứ theo đường tà, cho nên nó cái thế giới nó mới chết chóc như vậy. Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II nói là cái nền văn minh sự sống mà Chúa muốn nó không theo, họ lại đi theo cái gọi là nền văn minh của sự chết, và bởi vậy cho nhân loại nó bất hạnh. Nhưng đối với mình là người có lòng tin vào Chúa, quan trọng là mình mở lòng ra đón nhận ơn Chúa, và mình đừng phạm cái tội là tội phạm đến Chúa Thần. Mình đừng bao giờ tuyệt vọng về ơn cứu độ của mình. Mình đừng bao giờ tuyệt vọng về ơn cứu độ Chúa ban lên thế gian này. Mình đừng nghĩ rằng là tội lỗi sự ác sẽ chiến thắng. Mình đừng nghĩ là ma quỷ sẽ chiến thắng. Mình đừng nghĩ là cả thế giới này sẽ bị tiêu diệt. Không, quyền năng và tình thương của Chúa lớn hơn tội lỗi và sự ác của con người. Lúc nãy mình thấy trong bài tin mừng, quyền năng và tình thương của Chúa cứu độ được con người, và Chúa mới là mạnh nhất chứ không phải ma quỷ mạnh nhất. Thầy đã thắng thế gian, đừng sợ. Chúa nói như vậy các bác nhé, bác nào biết được đây bác đi. Đừng sợ, thầy đã thắng thế gian, đừng sợ, thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Với Chúa ta có thể làm được mọi sự, và với Chúa mình được cứu độ bây giờ và tương lai, và với Chúa mình có thể giúp được anh em, những người chung quanh. Cho nên bác nào biết dưới lúc đấy cho gặp, đừng tuyệt vọng về ơn cứu độ, và đừng sợ là Chúa thua ma quỷ các bác nhá. Amen. Cháu đọc tiếp câu thứ hai về giáo hội hoàn vũ và sự cầu nguyện. Phải chăng giáo hội hoàn vũ hôm nay ít có khả năng dấn thân nhập thế, giúp giải quyết các vấn nạn đau thương to lớn của nhân quần xã hội, triền miên chiến tranh, chết chóc, dịch bệnh, đói khát, thiên tai, mà chỉ biết kêu gọi cầu nguyện và cầu nguyện cá nhân và cầu nguyện cho cá nhân, phần lớn chỉ cho lợi ích cá nhân và người thân thuộc, chẳng đem lại kết quả bao nhiêu cho sự an vui và hòa bình cho trần gian và hiện thế. Thưa cha, có phải thực tế đã chứng minh như vậy không? Đã mấy ngàn năm rồi. Thưa, cháu phải nói này, thực tế đã chứng minh là không phải như vậy. Thực tế đã chứng minh là không phải như lời bác viết ở đây. Cháu nói thế này, cháu là người học lịch sử, cháu học lịch sử Việt Nam, học lịch sử thế giới, bây giờ lại học lịch sử giáo hội. Rồi cháu cũng đọc kinh Tin Kính. Tôi tin có một hội thánh công giáo duy nhất, thánh kiện và tông truyền. Thế thì nói là giáo hội thánh thiện, các bạn nhìn là nó nói giáo hội thánh thiện. Giáo hội thánh thiện là vì sao? Giáo hội thánh thiện vì giáo hội có Chúa Giêsu là đầu, Chúa Giêsu là chính sự thánh thiện. Giáo hội thánh thiện vì Chúa Giêsu ban ơn thánh hóa giáo hội, Chúa Giêsu ban ơn thánh hóa cho mỗi người chúng ta. Nhưng đấy là mình nói theo phương diện tín lý. Bây giờ cho nói theo phương diện lịch sử, cho nói theo phương diện lịch sử, tức là thực tế nó diễn ra trong lịch sử thế nào. Thì với cháu là người nghiên cứu lịch sử giáo hội cho thấy, từ xưa đến bây giờ chưa bao giờ giáo hội của Chúa thánh thiện như hôm nay. Cụ thể, từ xưa đến giờ chưa có bao giờ, gần hai thế kỷ nay chưa có bao giờ các đức giáo hoàng thánh thiện như các đức giáo hoàng thời hiện đại. Các giáo hoàng thời xưa bê bối lắm. Ngay cả đức giáo hoàng mà lập ra hai giáo phận đằng trong đằng ngoài bổ nhiệm giám mục cho Việt Nam, đức giáo hoàng Alexander thứ bảy làm giáo hoàng từ cỡ năm 1650-655 và cho đến năm 1666 gì đó, 67, cỡ 12 năm 67. Ngay cả đức giáo hoàng rất yêu Việt Nam, rất yêu việc truyền giáo, bổ nhiệm giám hai giám mục đầu tiên cho Việt Nam. Vậy mà chính ngài cũng có bê bối. Trong lịch sử giáo hội, người ta nghiên cứu giáo hoàng Alexander thứ bảy, người ta bảo là giáo hoàng Alexander thứ bảy ánh sáng và bóng tối, hay bóng tối và ánh sáng, nó có cái phần bê bối lúc trước khi làm giáo hoàng, và nó lại có cái phần tốt đẹp khi lên làm giáo hoàng. Thế con người nó là vậy. Thế thì từ xưa có những giáo hoàng bê bối như vậy, và bây giờ từ gần hai thế kỷ các giáo hoàng càng ngày
mình cần thấy các giáo hoàng là rất thánh thiện, rất giỏi giang. Còn các giám mục thì sao? Cho đến cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, phần lớn các giám mục không được như bây giờ. Các giám mục không có học như bây giờ về trí thức. Các giám mục không đạo đức thánh thiện như bây giờ. Bây giờ các bác nghe thấy trên cả thế giới thỉnh thoảng có một giám mục bê bối bỏ giáo hội Công giáo hay là làm điều sai trái. Nhưng mà cái tỷ lệ so với ngày xưa nó ít hơn rất nhiều các bác ạ. Tỷ lệ so với ngày xưa ít hơn rất nhiều. Còn các giám mục bây giờ đạo đức thánh thiện hơn ngày xưa nhiều. Còn các linh mục thì sao? Thời xưa các linh mục bê bối học ít mà sống bê bối nhiều. Còn bây giờ các linh mục như chúng cháu lén phép một tí là bị phơ ngay, lôi thôi một tí là bị treo chức ngay, là bị trục xuất ra khỏi hàng giáo sĩ ngay. Chưa bao giờ chúng thấy trong lịch sử giáo hội, nhất là Hoa Kỳ, Đài Mỹ, Châu Âu, mà các linh mục đạt đức thánh thiện như bây giờ. Bây giờ mà các linh mục á, mà chỉ cần có một lời nói, một tin nhắn không xứng đáng thôi mà người ta chứng minh được đấy là tin nhắn của các linh mục của chúng cháu, hay là một lời nói không xứng đáng thôi, một cử chỉ không xứng đáng thôi, ra tòa ngay, tù ngay, treo chức ngay và nằm xuất chức linh mục ngay. Cho nên á, bây giờ cháu thấy là càng ngày các linh mục càng đạo, càng được học hành tốt hơn, càng đạo đức hơn. Đấy là về phương diện thực tế lịch sử, so sánh với thời trước và thời nay. Tiếp theo là giáo dân là gì? Chưa bao giờ cháu thấy giáo dân trong lịch sử xã hội hiểu biết như giáo dân thời nay. Ngày xưa giáo dân phần lớn mù chữ chẳng được. Giáo dân ngày xưa phần lớn như châu bò, người ta dắt đi đâu thì dắt, mà mê tín dị đoan đủ đường cả. Còn giáo dân bây giờ được học giáo, được biết chữ, được học giáo lý, được học thần học, được học thánh kinh, được dạy phục vụ. Giáo dân bây giờ như chúng cháu ở Roma, cháu đi học trường đại học giáo hoàng mà các giáo dân dạy cháu. Chưa bao giờ trong lịch sử giáo hội các giáo dân tham gia vào việc giáo xứ nhiều như bây giờ. Chưa bao giờ trong lịch sử giáo hội giáo dân tham gia vào đời sống của giáo hội và nắm các chức vụ quan trọng trong giáo hội nhiều như bây giờ. Chưa bao giờ giáo dân trong lịch sử giáo hội, chưa bao giờ giáo dân trưởng thành như bây giờ. Chưa bao giờ giáo dân trưởng thành như bây giờ. Và giáo dân càng trưởng thành thì giáo hội sẽ càng tốt hơn. Cho nên về phương diện lịch sử mà nói trong đấy nhá, giáo hội ngay về một phương diện là thánh thiện, càng ngày một cách tổng quát các phẩm chất trong giáo hội càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng thánh thiện hơn. Và như vậy đó, là Chúa là chủ, cái này nó cũng là quy luật tự nhiên, Chúa là chủ lịch sử và Chúa dẫn lịch sử đi tới chỗ hoàn thành. Chúa là chủ lịch sử, Chúa dẫn lịch sử đi tới chỗ hoàn thành, tới chỗ tốt đẹp hơn. Chứ Chúa là chủ không phải đâu, chứ không phải là Chúa không phải là chủ lịch sử, và Chúa để lịch sử này cho sự ác nó cuốn đi đâu mà cuốn, không phải vậy. Mà mình nghiên cứu kỹ về các phương diện khác nhau, mình sẽ thấy Chúa là chủ lịch sử và Chúa yêu thương nhân loại, Chúa đang dẫn đường nhân loại và cả vũ trụ này đi về cái điểm hoàn thành, đi về trời mới, đất mới, tốt đẹp ở trong vinh quang của Chúa. Cháu nói như vậy để các bác sống lạc quan, hy vọng và có khí thế. Chứ các bác đừng có sợ mấy con ma con quỷ nó quẩn quanh quanh trong thành phố Las Vegas này mà các bác đã sợ của tôi, mình thua đến nỗi khờ, thua là thua thế nào. Một mình mình có lòng tin vững chắc cả bầy đàn nó hàng tỷ con quỷ, không sợ nhé các bác nhé. Đừng có sợ cái này ma quỷ đó. Mình cứ sống thánh thiện công chính cho nhau, Chúa sẽ giải phóng mình khỏi tay địch thủ. Có Chúa ở cùng ta không lo sợ gì. Dù mình có đi qua trong những âm u tăm tối, Chúa vẫn đưa mình tới suối nước trong lành, Chúa vẫn đưa mình tới bến bình an, Chúa vẫn giúp mình chiến thắng. Đừng sợ. Hay là cùng anh em mọi ngày đến tận đây, mình phải sống theo cái tinh thần đó. Đấy, cảm ơn các bác cho trả lời câu hỏi của bác. Câu thứ ba, Chúa ở đâu? Xưa cha có đọc sách của Osho và Kusumana Murti, triết gia Ấn Độ và Nhật Bản, có nói rằng Thánh Kinh không có ghi chép của thời Jesus từ năm 13 tuổi đến năm 30 tuổi, bắt đầu giảng đạo đến năm 33 tuổi, chỉ có 3 năm giảng đạo họ không biết gì. Nói chỉ nghi ngờ Chúa đã theo các ông đạt và qua ba tư hay Ấn Độ trong thời gian đó. Vậy xin cha có biết Thánh Kinh có nói chỉ trong 17 năm trường đó Chúa làm gì ở đâu không? Thưa bác, cái này
những điều ai đó nói đó không quan trọng. Những điều mà họ nói là Kinh Thánh không viết từ năm 13 tuổi đến năm 30 tuổi đó cũng không quan trọng. Quan trọng là Chúa đã chết và sống lại vì mình. Quan trọng là Chúa đã chiến thắng sự chết. Những điều quan trọng nhất, những điều cần thiết nhất cho ơn cứu độ của mình, đó là những điều đã được ghi trong Thánh Kinh. Và tác giả Thánh Kinh bảo nếu mà Ngài ghi chép đầy đủ hết những sự liên quan Chúa Giêsu thì sách vở cả thế gian này, giấy cả thế gian này cũng đủ chép. Nhưng cái điều mà bác nào gửi cho cháu bác tuổi hết đó, bác đừng có đọc các cái sách nhảm nhí của Ba Tư, của Ấn Độ, của các cái thứ triết lý lung tung. Thánh Phaolô bảo anh em đừng có sao động, đừng có theo đủ các thứ học thuyết của thế gian này. Mình theo Chúa Giêsu, mình sống tình yêu của mình với Chúa Giêsu, chứ mình không có theo một học thuyết, mình cũng không theo một hệ tư tưởng nào. Và mình đừng đọc các cái sách vớ vẩn nhảm nhí rồi mình dao động. Nếu mà đọc những cái sách vở nhảm nhí và dao động, tốt nhất mình đừng đọc. Và cháu nói với bác, bây giờ trên thế gian này nó tùng các cái sách nhảm nhí, mà nó lại nhân danh triết học, nó nhân danh khoa học, mà nó lại có các tựa đề rất hay là bí quyết này, bí quyết đó. Rồi nó cứ bảo cứ làm một điều này, làm ba điều này, làm 10 điều này thì bạn sẽ được cứu độ thế này thế kia. Toàn là nói phép các bạn, toàn là nói dối các bạn ạ, toàn là lừa đảo các bạn ạ. Đừng có tin, đừng có tin. Cha Nguyễn Thanh Sơn Thầm Thú Thế nói: này em ơi, bồ câu trắng hiện của anh, em đừng nghe những lời ngon ngọt của loài mãng xà rắn độc, kẻo mau chóng em trở thành bồ câu đen bị áp trào trên mơ. Các bác đừng nghe theo các cái lời nhảm nhí nó nói trên thiên nhiên, trên các sách vở vớ vẩn. Đừng. Quan trọng là mình đọc lời Chúa, quan trọng là mình nghe lời Chúa, mình thực hành theo lời Chúa. Quan trọng là mình chắp tay cầu nguyện, đón nhận mình Thánh Chúa, đón nhận máu Thánh Chúa. Quan trọng không phải là các bác hiểu người ta giải thích tình yêu vợ chồng, tình yêu nam nữ là cái gì. Quan trọng là bác yêu bác gái thế nào. Quan trọng là bác gái yêu bác trai thế nào. Quan trọng cha mẹ con cái yêu nhau thế nào. Thế mình yêu nhiều thì dần dần qua thời gian mình hiểu nhiều. Mình sẽ hiểu tình yêu là gì khi mình yêu. Mình sẽ hiểu Chúa là gì, ơn cứu độ là thế nào khi mình yêu Chúa, gắn bó với Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Yêu nhiều hiểu nhiều, yêu ít hiểu ít. Đồng giao Việt Nam mình nói nha các bạn, không phải cháu nói, mà lấy được Chúa xoay sáng cho tổ tiên mình lý như vậy. Các bác ngày xưa cháu ở miền Bắc cháu đi chăn trâu ở ngoài đồng, rồi từ làng ra đồng phải đi trên cái con đường bậc thang, trâu nó đi nhiều nó thành cái bậc thang, bậc thang mình đi trên cái sống bậc thang nó khỏi bật chân. Chính là tăng ống cam ống tích bật tích làm sao tôi cao làm bật ít đó là mình đọc cái câu đó nó vui kinh nghiệm để đường xa nó bớt mệt các bác ạ. Những cái câu đó là nông thôn nữa, cái câu sau để sống Việt Nam ngày rất nhiều sống ở nông thôn làm ruộng trong cái trang này nó gọi là các câu đồng dao. Những câu đồng dao trong nhớ còn bé trong trong nhá, ống cam ống tích bật tích làm sao tôi cao làm bật muốn đơn thì cậy muốn bốn thì yêu yêu nhiều nhiều lưới. Mình đọc bằng tròn, đọc mãi không hết. Mà bây giờ chúng đi tu chúng mới thấy nhá, nó hay này. Muốn nên thì cậy, muốn thành cái sự gì thì phải cậy trời, cậy người. Muốn thấy thì yêu, muốn thấy được cái điều gì đúng phải yêu mới thấy đúng. Yêu nhiều hiểu nhiều, yêu ít hiểu ít. Mà cháu bây giờ cháu còn phát hiện ra là không yêu không nhiều. Mà nếu có ít hiểu thì lại hiểu nhầm mất. Nó còn tệ vậy cơ. Cho yêu nhiều hiểu nhiều, yêu ít hiểu ít. Các bác gắn bó với Chúa, yêu Chúa, các bác gắn bó yêu yêu nhau. Các bác sẽ hiểu đạo là cái gì, Chúa là tình yêu là thế nào, mình được cứu độ là thế nào. Còn các bác có cố học hiểu cũng không hiểu. Mà các bác đọc đủ các thứ sách linh tinh, các cái thứ học thuyết nhảm nhí linh tinh, mà lại quên cái Thánh Kinh là quan trọng nhất. Chỉ có thêm hạn cho các bác. Trên đời không có cái gì khổ và bất hạnh cho bằng cái cần biết thì không biết, cái không cần biết thì biết. Đấy, cảm ơn các bác. Có các bác không? Mai các bác có
phải nghe trước. Nghe trước xong mai hôm nay lên cháu, cháu giải nhờ cho nó nghe. Sắp thế này. Cháu trả lời lên một không hết, mai đi về hôm nay sẽ trả lời trước. Mình phải thấy như vậy.
thầy mình biết thế này để con người có tự do, ơn Chúa và tự do cộng tác với nhau. Chứ mình đây không phải là một cái máy, mình đây không phải là người máy để Chúa cài đặt chương trình nó như vậy và cứ thế nó chạy, không phải thuần túy là như vậy. Nhớ nhớ tự do là con người, và tự do nó làm cho con người đến cao cả. Và khi mình lấy tất cả tình yêu và tự do của người mình ứng đáp lại với Chúa, Chúa mới thấy các bác tự do yêu nhau, các bác mới hạnh phúc. Còn các bác tự do yêu nhau, các bác mới hạnh phúc. Còn giờ thì ép buộc để nó nói là yêu các bác thì còn là sung sướng nữa. Các bác thấy đúng không? Đấy, cháu trả lời đại khái như vậy nhá. Nhưng mà cháu nói này, cháu không bao giờ tin là cái lời giải đáp của mình mà nó thỏa mãn các bác cả, hoặc là các bác tìm được hết cả. Điều quan trọng vẫn là các bác tin Chúa, gắn bó với Chúa, nhờ ơn Chúa xuống là các bác mới dần dần hiểu. Điều quan trọng là các bác cứ phải yêu nhiều, yêu nhiều hiểu nhiều, yêu ít hiểu ít, không yêu không hiểu. Mà nếu có hiểu là mình nhớ, hiểu trong không có tình yêu đó là hiểu sai. Cảm ơn các bác, thôi mình kết thúc ở đây. Chúc anh chị em về bình an.